Xin chào anh chú các bác, em là hàng Phương nhòm đây. Nên em Phương cũng nhòm có về một cái lô hàng nhưng mà cũng cũng không phải lớn, không phải nhỏ anh em nhá. Lô này cũng về rất là nhiều cho anh em chú bác luôn, về được tầm khoảng hơn 300 chiếc ống nhòm, về cũng rất là nhiều cho anh em chú bác luôn. Nên em về thì rất là nhiều mẫu mã cho anh em, kể cả những mẫu phiên bản EK mức giá chỉ tầm khoảng hơn 1 triệu thôi. Về cả những con Monox M7 anh em này, M7 cũng về rất là nhiều hàng. Và những con đặc biệt hơn là về được mấy mã phiên bản 142 326 feet anh em nhá. Sản phẩm này anh em chờ đón cũng rất là nhiều rồi, 142 326 feet này. Con này thì rất là chờ hàng rất là lâu anh em nhá. Nay em về hàng được tầm khoảng 200 chiếc. Nay để mức giá ưu đãi nhất cho anh em luôn. Và con bản 142 HD kính xanh chống nước 100%. Và kể cả những con M7 thì em cũng còn rất là nhiều anh em nhá. M7 thì còn tầm khoảng trên kho em thì còn ở dưới kho thì tầm khoảng còn 15 chiếc M7 em nhá, 15 chiếc M7. Và kể cả những con dai, con quét HD cũng giá còn rất là hợp lý cho anh chú bác luôn. Con dai em để anh hơn 20 triệu anh em nhá. Và con M7 này em công khai giá cực kỳ rẻ cho anh chú bác luôn. Nay là một cái video phải nói là giá chưa có giá mức giá này anh em ạ. Về hàng rất là nhiều tại shop Hoàng Phương anh em nhá. Khi anh em nhận được hàng thì sẽ cùng được tiền giấy được bảo hành cho anh chú bác luôn, giấy tờ bảo hành 2 năm tại shop Hoàng Phương. Yên tâm cho bác nhá. Nay em siêu cho em mức giá con này cực kỳ ngon. Nay là em lên video là gồm 5 chiếc. Đầu tiên là một con phiên bản này, tất cả sẽ gồm đầy đủ phụ kiện khăn áo dây đeo các nhé, đầy đủ phụ kiện khăn áo dây đeo cho anh em luôn. Nay em lên video báo giá nhanh em xem qua thôi, tại vì là hàng về rất là nhiều, anh em không phải sợ no hết hàng đâu các nhá. Không phải sợ no hết hàng đâu, hàng em về rất là nhiều cho em luôn. Kể cả những con 326 này rất là nhiều, mức giá cực kỳ ngon. Và em lên video đầu tiên con này là con 326 142 cho anh em là chờ nâu này. Em để mức giá nhanh tay cho em chú bác này, anh em là nhanh tay các bác nhá. Nhanh tay chiếc này, em sẽ tặng thêm một cái bộ mắt đợi cho anh em dự phòng anh em nhé. Mức giá chỉ có dành cho 5 anh em đầu tiên duy nhất tại video này. Mức giá chỉ có 4.200.000 đồng anh em nhé. 5 anh em đầu tiên duy nhất chỉ còn 4.200.000 các bạn nhé. Chỉ có dành 5 anh em thôi các bạn. Khi hết 5 anh em sẽ phải giá cũ cho anh em. 142 326 feet. Con này kính LED cao cấp phiên bản Hyperion cao cấp các bạn nhé. Và nó sẽ có điều đầy đủ các thông số ống nhòm cho anh em này. Để thông số ống nhòm là EK92401 này, 0401 các bạn này. Một phải cộng trừ anh em này, con này thì 326, con này anh em đặt hàng rất là nhiều để cho em anh em đầu tiên siêu video vui vẻ cho anh em. Mức giá chỉ có 4.200.000 đồng, bao ship bảo hành 2 năm cho em tao nhá, gồm đầy đủ giấy tờ bảo hành cho anh chú bác luôn bác này. Giấy tờ bảo hành thì đủ cho anh em yên tâm tại shop Hoàng Phương. Các bác đặt hàng thì hiện có số góc trái màn hình cho em. Để video con này em lên video vui vẻ thôi, tại vì là các bác yên tâm hàng bên em uy tín rồi, anh em hỏi bạn bè anh em xem đặt hàng rất là nhiều rồi. Phiên bản Hyperion này để cho mức giá sale là 4.200.000 đồng, 326 feet, 142 EK. Và tiếp theo là một con phiên bản HD này, phiên bản HD đầy đủ mã vạch cả thân ống nhòm anh em này, đầy đủ mã vạch cả thân ống nhòm ở giữa cho anh em các bác nhá, 142 HD. Nên video cho em mức giá chiếc này là cực kỳ ngon cho anh em, EK kính phủ xanh cho anh em chú bác này. Chiếc này em đang sale mức giá là 1.500.000 đồng cho anh em chú bác nhá, 1.500.000 đồng. Em đã có tốt lúc đầy đủ phụ kiện khăn áo dây đeo cho anh em xem. Đây là hộp anh em, hộp đó đây các bác nhá, hộp là hộp giấy. Các bác yên tâm, hộp vàng 142, con này phiên bản HD chống nước 100%, phủ kính BK4 chống đai P7 cho anh chú bác. Con này salon cũng rất là ok và cho anh em luôn. 142 ED Waterproof này, HD, mức giá là 1.500.000 đồng các bác nhá. Cực kỳ ngon anh em, salon rất là hợp lý luôn. Tiếp theo là một phiên bản hai vạch vàng. Hai vạch vàng các bác này, hai vạch vàng EK 142. Chiếc này thì cũng đầy đủ cho anh em đủ khả năng dây đeo 142 340 feet 12. Con này cực kỳ dễ nhìn và bắt sáng cực kỳ cao, tại vì là anh em cứ so sánh với con P7 anh em này thì chung là mỗi anh em thích cái phân khúc nào thôi các bác ạ. Để cho anh em mức giá chiếc này phiên bản hai vạch cam này, ED Waterproof và hai vạch vàng 340 feet, để cho anh mức giá là 5.500.000 đồng các bác nhá, bao ship bảo hành 2 năm cho các ông. Anh em nào mà khách quen khách mới em vẫn giao nuôi cho anh một mớt cho anh em thoải mái cho anh em minh dân cho em. Mức giá 2 vạch cam, mức giá để anh em là 5.500.000 đồng. Quốc giá cực kỳ ngon, 340 feet, 142. Con này sao đong cực kỳ nét và cực kỳ rõ cho anh em. Anh em cứ so sánh với con này với con M7 anh em ạ, tính chất của nó cực kỳ cao anh em nhá. Đầy đủ các đống nhòm, 2 vạch cam cộng trừ cho anh em này. Mức giá cực kỳ ngon, mức giá chỉ có là để anh em cực kỳ tốt, mức giá chỉ có 5.500.000 đồng, 2 vạch cam để các bác thợ ong nhá. Các bác thợ ong nào đặt chiếc này cứ gọi cho em Phương tư vấn cho. Tiếp theo là một em Nikon Monox M7, em đi video nhanh em xem qua thôi. Đây là số Hoàng Phương, các bác yên tâm các bác nhá. Logo Nikon này ở phần mắt đợi cho anh em. Con này thì cũng cực kỳ ok và cực kỳ ngon cho anh em thợ ong luôn. Chiếc này phải nói là cực kỳ ngon, kính phủ ED của Nikon Monox M7 cho anh em thợ ong. Chiếc này thì Waterproof ED 142 Nikon Monox M7, phải nói con này là hàng này cực kỳ
chất lượng rồi, nhưng còn 17 em còn rất là nhiều hàng các bác nhá. Nay sẽ để công khai giá cho anh em chú bác luôn, mức giá chỉ có hơn 11 triệu một xíu các nhá, tại vì là các bác cứ gọi cho em để mức giá tốt con này cho anh em, chưa đến 12 triệu các nhá, em để cho em mức giá chỉ có hơn 11 triệu thôi. Các bác nào đặt hàng chiếc này cứ gọi cho em Phương, mức giá để cho mức giá cực kỳ ngon cho anh em, mới chỉ có hơn 11 triệu, cam kết rẻ nhất thị trường cho anh chú bác luôn. Nikon Moto 17 này thiết kế của nó cực kỳ ngon, con xe ong thì cực kỳ thu đường ong về cực kỳ rõ nét và cực kỳ con ong cực kỳ to và dễ dàng đổi ong hơn các bác nhá. Nikon Moto 17 để cho em mức giá là hơn 11 triệu đồng rồi các bác. Con này em để cho anh em đầy đủ giấy tờ bảo hành cho anh em cũng nhá, đầy đủ giấy tờ bảo hành 2 năm cho anh em thử ong. Các anh yên tâm cho các bác nhá, đầy đủ giấy tờ bảo hành cho anh em tại số Hoàng Phương, yên tâm để đặt hàng các bác nhá. Số Hoàng Phương Nikon Moto 17 chỉ tầm hơn 11 triệu thôi các bác nhá, hơn 11 triệu một xíu thôi. Em cam kết là để nhất thị trường cho anh chú bác luôn. Nikon Moto 17 có drop ED. Các đặt hàng trước Nikon 17 này gọi cho em Phương các bác nhá. Tiếp theo là một em Bota P7, Nikon B7. Này sẽ siêu hộp cho anh em chú bác luôn, 14-2 Nikon Waterproof B7, đầy đủ vài cái thân ống nhòm cho anh chú bác này. Nikon của nó cực kỳ ngon cho anh em luôn. Này sẽ để em mức giá chiếc Nikon này, để mức giá cực kỳ ngon cho em thử ong. Anh đặt hàng chiếc này thì cứ gọi Zalo cho em Phương, mức giá công khai sale con Nikon B7 này mức giá chỉ có 5 triệu đồng, bao ship bỏ anh em cho em thử ong các nhá. Nikon Bota B7 14-2 Nikon này B7 5 triệu đồng, phủ kính BK4 chống nước B7 cho em thử ong. Các đặt hàng chiếc này cứ gọi Zalo cho video sớm nhất 5 triệu đồng thôi các bác nhá. Mức giá cực kỳ ngon chạy ra luôn. Các bác đặt hàng chiếc nào thì cứ gọi Zalo cho em Phương các bác nhá. Nikon B7 giá 5 triệu đồng. Phiên bản 326142 4 triệu 2 các bác nhá. Năm anh em đầu tiên thôi. Hai bạch vàng chỉ có 5 triệu 500 ngàn đồng. Mức giá Nikon B7 chỉ có tầm 11 triệu một xíu thôi các bác nhá. Cực kỳ ngon cho anh em thử ong luôn. Waterproof ED cứ gọi cho em Phương tư vấn các bác tại số điện thoại hotline. Số điện thoại là 0968889302 các bác thợ ong nhá. Các bác thợ ong đặt hàng chiếc nào thì cứ gọi Zalo cho em Phương. Hàng thì hoáng về rất là nhiều và anh thợ ong chờ các bác. Các bác không phải sợ nói hết hàng đâu các bác nhá. Các bác thợ ong cứ gọi cho em Phương ống nhòm, em Phương sẽ tư vấn cho em ống nhòm săn ong chuyên dụng để anh em đặt hàng các bác ạ. Chung là hàng bên em thì sẵn hàng rất là nhiều hàng thôi. Các bác không phải sợ no hết hàng đâu các bác nhá. Các bác cứ gọi cho em Phương. Em Phương sẽ tư vấn cho anh em các chú bác về những chiếc ống nhòm săn ong chuyên dụng để anh em đi săn ong kiếm cơm. Hàng hóa thì cũng rất là nhiều hàng, các bác thì cứ yên tâm, cứ bác nhắc đặt hàng chiếc nào thì cứ gọi nhấc máy lên alo cho em Phương sẽ tư vấn cho anh em một chiếc ống nhòm mà săn ong chuyên dụng để anh em săn ong các bác nhá. Đây bác này cho anh em sâu hàng và anh em xuống qua, hàng hóa có vẻ rất là nhiều, xuống qua hàng về rất là nhiều anh em thử ong nhá, kể cả những con đi công này các bác, đây giá cực kỳ ngon cho anh em thử ong luôn. Có là hàng chiếc nào thì gọi ra đầu cho em Phương các bác nhé. Mức giá cả hợp lý nhất cho anh em rồi. Cảm ơn các em chú ý cho em. Cảm ơn chị của anh em.